Hi, xin kính chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bado Apico. Ở video này, hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình hay Photoshop. Tuy nhiên, đợt trước là mình có làm một cái video là Photoshop, nhưng mà cái giấy của nó thì nó gần gần như A4 ha, nó còn khoảng B5. Thì hôm nay khách hàng đang yêu cầu mình là sử dụng một cái cuốn sách này nè, tức là nó lớn hơn A4 nhưng mà mình phô là phô ngang, tức là các bạn sẽ hiểu là khi Photoshop tức là sẽ phô ngang, là phô từ tức là trên một tờ A4 là có 4 trang nè, thế này nè, phô ngang đây là một mặt và mặt thứ hai là phô như thế này. Và tuy nhiên khi 4 trang thì chúng ta sẽ, ví dụ như những cái cuốn sách mà nó lớn hơn A4 thì chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại để cho nó phù hợp với cái cuốn sách, và sau đó chúng ta đóng gáy. Trong cái dịch vụ photo mà mình hay làm, tức là cái khó nhất của mình là Photoshop. Kể cả ví dụ những cái cuốn sách mà nó vừa khổ A4 rồi thì mình không nói, tức là mình phô nó dễ hơn, và những cái cuốn sách mà nó có thể nó vượt khổ hoặc là nó nhỏ hơn A4 thì bắt buộc mình sẽ phô theo những cái cách khác. Tuy nhiên ở đây mình hay sử dụng một cách, đó là chính là mình chỉ che, tức là dùng một tờ giấy trắng mình che lại những cái phần nào mà nó thừa ra để mình phô. Thì cũng có nhiều cách, có thể là có nhiều bạn có nhiều cái cách khác nhau. Tuy nhiên mình ở đây là mình hay sử dụng những cái tờ giấy trắng để mình phô, mình che lại những cái phần thừa đi, để mình phô thì mình thấy nó tiện hơn. Có nhiều cốt chứ không, tôi nhiều lúc là có nhiều bạn nói là mình sẽ vô vào trong chỉnh các cái thông số ha. Tuy nhiên thì mình thấy cái đó thì nó vẫn được, nhưng mà nó mỗi người có một cái kiểu chụp và một cái sở thích chụp khác nhau ha. Nên có thể là các bạn có cách nào mà các bạn cảm thấy chụp đẹp thì các bạn cứ chụp nha. Còn bây giờ ở đây mình chỉ chia sẻ những cái cách của mình để phô một cuốn sách ngang nó đẹp, và những cái cách của mình chỉnh. Hey, trước tiên là các bạn sẽ lật cái trang mà đầu tiên mình muốn chụp á, là các bạn để trên cái mặt kính như thế này. Các bạn để mặt kính này, các bạn sẽ sử dụng một cái tờ giấy trắng, các bạn sẽ che hết cái phần bên đây, phần dưới này, phần này. Tuy nhiên là các bạn cứ coi thử cái số trang của nó nằm ở số nào, tức là mình che chỉ vừa mấm cái này thôi nha, mình che vừa mấm cái này thôi. Nói chung là nó không vượt quá để che mất số trang, mình chỉ che mấm cái này thôi. Này, các bạn đặt vô, các bạn canh bước đầu như thế này. Đây, vừa mấm rồi các bạn dùng băng keo đây nè, băng keo các bạn dán rồi. Tiếp đến các bạn sẽ che cái phần còn thừa phía bên đây, tức là cái sách này nó vượt qua khổ A4 thế này thì mình phải che cái phần ở đây. Tuy nhiên là các bạn sẽ lưu ý, đối với những cái trang đầu tiên các bạn che vừa mấm này nè, vừa mấm làm sao là cho nó vừa thấy chữ nha, cũng giống như bên kia. Chúng ta sẽ canh cái tờ đầu, rồi sau khi mình che xong rồi mình sẽ lên màn hình. Sau khi mình che xong, mình sẽ sát xong ha. Sau khi mình che sát xong thế này, các bạn thấy là nó sẽ kín hết này, nó sẽ kín hết. Thì ở trên màn hình này các bạn sẽ chọn cái khay ngang, chọn hai mặt các bạn. Sau đó ha, các bạn tùy theo cái máy của bạn có thể là cái mực nó tăng hoặc là mực giảm. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái độ kích thước. Cái bây giờ các bạn biết là ví dụ cái này thì mình phô khoảng 87%, ví dụ kích thước này nó lớn hơn khổ A4 thế này, khổ A4 là tới đây ha. Đối với cái khay ngang thì khổ A4 nó nằm tới đây, thì nó hơi vượt qua bên một khúc như thế này nè. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái khay ngang để mình thu phóng nhỏ lại ha. Và mình sẽ đưa mặt hai nó về một bên luôn. Rồi sau đó là mình sẽ thử, các bạn sẽ ước lượng, các bạn phóng thử một tờ hai tờ đầu tiên, rồi sau đó chúng ta sẽ làm chỉnh nha. Rồi bây giờ mình phóng nhỏ lại, bây giờ 87 các bạn chọn A mà. Ok,
các bạn chọn 87% đầu tiên, rồi sau đó các bạn chụp thử nha. Rồi sau khi 87% các bạn chọn 87% rồi, bây giờ chúng ta sẽ chụp thử để chúng ta canh. Bây giờ chúng ta sẽ canh canh cái độ mà nó thu nhỏ nó được tới đâu rồi. À, bây giờ các bạn sẽ canh một mặt thôi. Các bạn chụp xong các bạn bấm enter cho mình ha. Như thế này. Đây, các bạn sẽ thấy nè. Tức là đây cái trang số 5, các bạn dỡ cái tài liệu lên. Thì cái trang số 5, ok. À, các bạn sẽ thấy nè, nó vừa dưới lại ấy nè. Ok. Các bạn sẽ thấy nè, cái mực ở đây là mình sẽ chỉnh kiểm tra cái bảng đầu tiên là thứ nhất là cái mực ở đây nó hơi đậm, mình sẽ hạ mực xuống. Mình sẽ hạ mực xuống. À, cái lề đóng gáy của mình là đã được ok rồi. Đã được ok rồi. Cái số trang, đảm bảo cái số trang nó vẫn thấy vẫn dư nè. Nó không bị mất chữ nè. À, như số 4. À, số 4 thì nó hơi mất chữ xí, thì chập nữa mình sẽ dời cái bảng này xuống ha. Như vậy thì 87% là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ dời xuống rồi mình sẽ chụp cho các bạn, cho mình sẽ còn chỉnh một cái mặt sau để cho nó lệch về một phía luôn thì các bạn mới che được như thế này nha. Rồi. Rồi. Ok, nói chung là cái sách của mình nó hơi bị xéo một chút. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ chọn lại 87%. Giờ mình chỉnh thông số lại nha. Thứ nhất là khi mặc định thông số như thế này, bây giờ các bạn sẽ chọn vào cây 2 nè. Cái hồi nãy là mực đậm đúng không? Bây giờ mình giảm mực xuống. Cái máy của mình nó đang đậm mực thì nó giảm mực xuống. Rồi các bạn chọn vào trong cái chỗ phần 93 nè. Ha. Rồi các bạn chọn vào cái chỗ cái phần Reddit Eplen nè. À, rồi các bạn chọn vào 87%. Thì ở đây cái thông số là phóng to là thu nhỏ. Nếu các bạn muốn thu nhỏ thì các bạn bấm một chữ trừ, các bạn muốn tăng thì các bạn bấm một chữ cộng và bạn bấm ok. Đúng chưa? Rồi tiếp đến một phần nữa là các bạn chọn vào cái nút Edit Start. Rồi các bạn chọn vào Margin Adjustment. Rồi thì ở bên đây nè, bên Form nè, bên Back, tức là các bạn sẽ chọn bên Back tức là mặt sau. Ha, cái Back là mặt sau. Thì bây giờ ở đây mình sẽ cho nó về phía một bên, tức là nó sẽ về một phía bên trái đi. Nó về phía bên trái. Thì các bạn thấy nè. Khi ở đây mình phô á, thì ở mặt trước thì nó đã trừ lên được rồi. Nếu các bạn không chỉnh cho nó lệch sang á, thì cái mặt sau các bạn chụp nó sẽ lệch qua đây. Thì khi mà mình đóng gáy á, thì cái mặt trước thì ok nhưng cái mặt sau nó không ok được. À, do đó các bạn sẽ chỉnh. Bây giờ ở đây mình sẽ chỉnh qua cho nó cỡ 4 hay 6 gì đó. Này. Rồi. À, bây giờ mình chỉnh nè. Các bạn chỉnh qua nè ha. Các bạn chỉnh qua đây bên phải, các bạn chỉnh qua trái là 6. Rồi các bạn bấm ok nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ chụp. Rồi bây giờ mình sẽ chụp. Mình sẽ chụp coi thứ mặt 2 như thế nào. Đây. Rồi. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ chụp mặt 2. Bây giờ mặt 1 các bạn chỉnh là hồi nãy là mình chỉnh lệch qua trái đúng không, 6 đúng không, nhưng mà đây mặt 1 vừa nè, mặt 2 nó còn đang bên đây nó đang còn, nhưng mà bên đây thì cái mặt gáy thì nó hơi cũng chưa được ưng ý lắm. Bây giờ mình sẽ chỉnh như cái chỉnh vào trong cái Edit Start á, các bạn vô trong Edit Start tiếp ha. Rồi các bạn chỉnh cho nó lệch pha thiết, ví dụ như là thêm 8-9 gì đó, các bạn sẽ canh. Rồi sau đó các bạn có bấm ok và sau bạn sẽ chụp lại. Này, các bạn sẽ chụp lại. Rồi bấm Start lần đầu tiên. Thứ hai. Này, bây giờ các bạn thấy nè. À, đây là hai trang đúng không? Trang 4, trang 5. Cái lề gáy của nó đã đóng nè. Cái lề gáy của nó nè. À, nó vừa rất là ok. Còn bây giờ mặt 2, 6, 7. Bây giờ cái lề gáy nè. Các bạn thấy lề gáy của hai bên không? Đây. Đó, lề gáy của hai bên. Rồi bây giờ ok rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành chụp như vậy cho đến khi mà hết quyển sách, rồi sau đó chúng ta sẽ đi đóng thôi. Tại vì các bạn biết khi mà với những cái thao tác chỉnh thế này, các bạn chú ý hồi nãy cái thao tác chỉnh của mình là trong cái phần edit edit tab là nó cho lệch về phía bên trái, tức là ở trên cái khuôn khổ của cái mặt kính này. Khuôn khổ trên mặt kính này nha.
Thì khi mình chụp ở khe hai, tại vì giấy ngang á, thì giấy ngang mà bự hơn A4 á, thì mình chụp ở khe hai, tại để nó mới lấy được hết trên tổng thể và nó thu nhỏ lại. Và sau đó ha, mình sẽ cho nó lệch về phía cái mặt gương, mặt xíu mặt gương tức là phía trái. Thì khi đó thì khi chụp ra cái mặt phía sau, nó sẽ trừ ra cái gáy cho các bạn đóng, thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Khi mà các bạn chụp ra mà một cuốn tài liệu thì nó rất là đẹp. Thứ nhất là vừa các bạn đóng gáy thoải mái, thứ hai là khi mà các bạn che thế này ha, các bạn có thể che như thế này, thì các bạn chỉ lật, các bạn che như thế này, các bạn chỉnh thông số, thì các bạn chỉ cần để cuốn sách này các bạn đưa vào đúng góc, đúng trên cái góc chữ A chỗ này nè ha, đúng góc chữ A đầu tiên trong máy, là chúng ta chỉ cứ thế mà chúng ta sẽ chụp. À, tại vì chúng ta đã căn chỉnh ra mặt đồ hết rồi thì nó sẽ đưa ra một cái cuốn tài liệu chụp rất là đẹp. Và nó theo mình á, thì mình hay chụp kiểu này, tại vì mình không thích vào những cái thông số máy để mình chỉnh, ví dụ thông số kích thước lớn bao nhiêu rồi chỉnh về A4 bao nhiêu, thì mình không không thích chụp cho thế đấy. Mình quen chụp cho thế này. Do đó mà nếu mà các bạn nào có những cái à, thì nếu mà các bạn nào mình đã quen chụp những cái kiểu này rồi, tức là mình thấy như thế này nó thuận tiện cho mình, với lại cái cách của mình mà chụp kiểu này á, thì cho ra một cái cuốn tài liệu nó đẹp hơn. Thì mình cũng thấy có nhiều bạn là phô, khi phô một tài liệu ngang á, thì thứ nhất là phô nó bị méo. Khi mà phô bị méo cuốn tài liệu, khi mà các bạn nhìn cái cuốn tài liệu nó rất là xấu, và nó cái cảm giác của mình nó khó chịu. Do đó là nếu mà các bạn, tại vì khi mà các bạn mà đưa những cái thông số á, thì theo một cái kinh nghiệm của mình á, đưa thông số, tại nhiều lúc á, các bạn sẽ biết là cái khi mà phô sách á, cái lật tờ đầu á, cái kích thước của nó sẽ khác, và đến khi lật tờ giữa nó sẽ khác, tại vì cái phần này nó sẽ cong lên nè, nó sẽ cong nhiều hơn, và cái kích thước á, nó từ đây đến đây nó sẽ giảm lại nè, à, kích thước từ 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 tờ này giảm lại. À, do đó là khi mà mình chỉnh kích thước trên máy á, mình chụp, khi mà chụp tới giữa cái cuốn vở, thì nó sẽ cái kích thước nó sẽ không có đúng như kích thước ban đầu nữa, nên nó sẽ gây ra những hiện trạng như là đen trên tờ giấy, có thể trên hoặc là dưới hoặc là hai bên. À, còn với cái tình trạng này, với cái kiểu chụp của mình như thế này, thì có thể là mình chủ động được. Ví dụ như trong quá trình mình lật rửa tờ giấy mà mình thấy mình chụp giữa tờ giấy nè, nhưng mà khi mà các bạn sẽ thấy bên đây nó còn một lớp 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 xéo ha, thì nó có khả năng nó cũng lấp được, và chúng ta có một cái tay, chúng ta sẽ đè, nó sẽ cảm giác là nó sẽ cái phần xéo còn dư ở trên nó sẽ đè, nó chán qua phía bên bên cái chỗ cái tờ giấy che, thì nó sẽ che kín lại và nó sẽ không gây tới tình trạng đen trên cái tờ giấy nữa. Đó là một, rồi chúng ta sẽ cái tiến hành chụp chụp như thế là cho nó hết cuốn sách, rồi chúng ta đóng. Thì đóng đóng sách sao cho đẹp, thì mình những cái video trước mình cũng đã có làm một cái video rồi. À, các bạn nếu các bạn chưa biết thì các bạn cứ lên trên cái trang ba đô kênh YouTube, các bạn vô search từ khóa ba đô thì nó cũng ra nữa ha, từ khóa ba đô thì hoặc là ba đô optical, hoặc là các bạn nếu mà những cái từ khóa như in ấn Phan Thiết á, mà nó hình như chắc bữa nay cũng còn, thì các bạn cứ dạch ba từ khóa đó thì nó sẽ ra cái trang ba đô optical. À, thì các bạn cứ vào mục chia sẻ kinh nghiệm in ấn, thì các bạn cứ lục ở trong đó, thì mình hầu như là trong đó nó có một trăm mấy chục video á, thì mình cũng có chia sẻ về sửa máy cũng có, vừa về một số kỹ thuật chụp như thế nào cũng có, thì các bạn cứ lên đó các bạn tìm hiểu thêm nha. Rồi các bạn đóng cái cách đóng như thế nào cho đẹp thì các bạn cứ cứ ấy. Thì đây là một cái số cách, đây là cái video cái chia sẻ cái cách chụp của mình và cuốn sách mà mình cảm thấy nó đẹp, mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn thích cái cách chụp này thì các bạn cũng làm y như mình, thì để cho ra một cuốn sách nó chụp nó đẹp. Còn nếu các bạn nào có những cái cách khác thì các bạn cứ chia sẻ ở cái phần bình luận ở phía dưới, để cho các bạn mới hoặc là những cái bạn mà vô xem video của mình thì có thể là tìm hiểu thêm hoặc là thực hành theo, có thử nếu cách nào hợp lý thì các bạn làm. Rồi mình xin phép dừng video ở đây nha. Đây là một trong những cái cách mà mình thấy nó rất là hợp lý và mình rất là thích chụp cái cách này. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Optical. Và nếu các bạn nào mà mới qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh Bado Optical để cho kênh một ngày càng phát triển. Và các bạn có những thắc mắc gì thì các bạn hãy cứ comment ở phía dưới video này. Và khi mà có thời gian mình
sẽ trả lời sớm nhất cho các bạn nếu mà trong cái khả năng của mình tìm hiểu được. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nha. Chúc các bạn có một ngày, một buổi tối thật là hạnh phúc và gia đình, và sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye các bạn.